Dạ vâng, Trung tâm Điện tử Cao Phong xin mến chào các bác và toàn thể anh em. Trong video ngày hôm nay, Điện tử Cao Phong sẽ lên sóng cho bác một lô đẩy audio chân tư. Model là VA801, đấy, phân khúc cao cấp có màn hình LCD báo nhiệt độ cho hai kênh các bác này. Đấy, khi các bác bật tắt nguồn này, nó có chữ này. Đó, đầu tiên bật này, đó, nó có chữ Welcome to Audio chân tư VA801 và nó báo nhiệt độ cho hai kênh. Đó các bác nhé. Màn hình nhìn rất là sang trọng và đẹp. Model là VA801. Hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc và zin nguyên bản 100%. Các bác nhìn tất cả máy móc của nó zin nguyên bản. Nên các bác chơi dòng này thì cực kỳ là chất. Bạn nào chỉ cần chơi âm thanh một ngày thôi thì các bác biết là cái dòng sản phẩm như là súp, loa và cục đẩy audio chân tư nó cực kỳ nổi tiếng. Thứ nhất là rất là đẹp và cái chất âm của nó cực kỳ hay. Các bác này, rất là hay, dòng sản phẩm Audio thì tiếng nó cực kỳ hay luôn, tiếng nó sạch sẽ. Thì cục đẩy Audio nó có các cái mã như là VA401 thì công suất nó nhỏ, các bác chỉ chơi một đôi bát 25 thôi. Hay là lớn hơn một chút nữa thì nó có model là VA601 và Pro 6.0. Đấy, nhưng mà đây là VA801 là mã cao cấp của đẩy Audio thì con này công suất của nó là 800 đến 1000 W trên một kênh. Công suất chuẩn đủ các bác nhá, công suất chuẩn đủ. Và chất âm của dòng ở đẩy áo chân tư thì nó cực kỳ là hay. Thì hôm nay em lên sóng cho bác một lô đẩy hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc. Và con này nó có cả tính năng là cắt súp cho từng kênh. Nên các bác có thể chơi súp, hơi. Và nếu bác đánh full thì các bác chơi được 2 cặp full 40. Đấy, công suất chuẩn của hãng đưa ra là 800 đến 1000 W trên một kênh. Tất cả hàng nguyên zin. Các bác nhìn tất cả nguyên zin từ cái mặt của nó là mặt phay nhôm size 2U. Nhưng con này rất là nặng bởi vì cái nguồn của nó cực kỳ lớn. Cái nguồn của nó nguồn đồng to. Đấy, nguồn đồng của nó một gang, hơn một gang tay của Cao Phong xòe ra này, các bạn nhìn này, rất là lớn. Và máy của nó zin nguyên bản 100%, bao zin các bác nhá, bao zin xịn sò các bác nhìn những cái con sò, cái con chân ốc này nó còn nguyên cái keo này này, keo xịn của hãng người ta niêm phong từ lúc sản xuất. Đấy, các bác nhìn nhá. Và con này nó chạy rất là nhiều sò, chạy 40 sò. Toshiba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 và những con sò thúc và sò bù áp rất là nhiều. Nên là các bác yên tâm con này thì nó chuẩn đủ, hãng đưa ra là 800 đến 1000 W trên một kênh. Đấy, nguồn lớn và tất cả trên cục nguồn nó đều có ghi thông số kỹ thuật bởi vì nó là hàng hãng. Và đẩy Audio xịn nguyên bản, bao giờ nó có một cái tem kiểm định, tem QC. Đấy, tem gọi là tem KSC, CKS đấy. Kiểm định của hãng. Đó, nhìn này. Đấy, người ta sản xuất xong người ta đưa ra người ta kiểm định và bắt đầu mới đưa ra để sử dụng. Phải nó có một cái tem này. Tem xanh này các bác nhá, tem xanh của hãng này. Đấy, và tất cả nguyên zin 100%, các bác nhìn những con sò của bắt ốc này. Nó vẫn còn nguyên keo đổ của nhà sản xuất. Đấy, các bác nhìn nữa. Nguyên zin, máy bao zin. Và phía bên trong bên vỉ mạch của nó đều có tem QC hết này. Đó. Và đặc biệt một cái điểm nữa là riêng hãng Audio người ta rất ưa chuộng màu đỏ nên là cái mên vỉ của nó toàn bộ là mên vỉ màu đỏ các bác. Mên vỉ đặc trưng của hãng Audio là toàn bộ là màu đỏ. Có nhà màu đỏ. Đấy. Và dòng sản phẩm Audio, tất cả các model đẩy Audio thì người ta sử dụng tụ của hãng luôn. Tụ của hãng. Con này nó chạy 8 quả tụ phẳng. Toàn bộ con nào cũng đẹp và toàn bộ là dàn tụ phẳng hết các này. Đấy, con nào cũng đẹp. Tụ phẳng đét, không có một chút gì gọi dấu hiệu lồi phòng tụ nhá. Toàn bộ tụ phẳng đét luôn, con nào như vậy. Một dàn 2 4 6 8 quả tụ rất là lớn. Và người ta sử dụng luôn tụ của hãng Audio nên các bác nhìn này. Tụ xịn của hãng Audio, nó có bọc và logo Audio. Nên là dòng tụ của đẩy khác thì các bác còn lo là thay tụ. Chứ riêng đẩy Audio thì các bác không bao giờ sợ thay tụ bởi vì đây là những con tụ xịn của hãng. Những con tụ xịn này thì các bác kiếm ở bên ngoài, rời bên ngoài là vô cùng khó. Vô cùng khó những con tụ như này. Con này, toàn bộ tụ là tụ của hãng và máy của nó là nguyên zin nguyên bản 100%. Em nhắc lại con này là bao zin, tất cả một lô này là toàn bộ là hàng tuyển chọn bao zin cho các bác nhé. Zin về nội thất 100% và chạy hoàn hảo hết. Có màn hình LCD báo nhiệt độ cho hai kênh. Các bác nhìn này, báo nhiệt độ cho hai kênh. Stereo VA801, đây là mã cao cấp. Công suất là chạy 40 sò lớn Toshiba và các sò bù áp. Nên công suất chuẩn đủ của hãng đưa ra là dao động từ 800 đến 1000 W trên một kênh, chuẩn đủ, không bao giờ dưới 800, bao cho bác chuẩn đủ luôn. Nên công suất này thì có cứ chơi 2 cặp full 40. Còn bác nào chơi một cặp nói thì con này nó cực kỳ là đảm bảo và thoải mái, vô tư. Chạy toàn bộ là sò lớn Toshiba. Đấy, nguồn đồng
Đấy, và tất cả con nào cũng đẹp xuất sắc như nhau, một dàn tụ, con nào cũng sử dụng 8 quả tụ của hãng xịn Augenter và tụ của nó phẳng nguyên zin. Các bạn này, toàn bộ máy là bao zin, nguyên tem nhá. Đấy, các bạn nhìn tem kỹ, tem kiểm định của nhà sản xuất này. Đấy. Tem KCS của nhà sản xuất. Đấy, con nào nhá. Hàng xịn của Augenter nó phải có một cái tem này. Đấy, tem vẫn còn nguyên tem, con nào cũng như vậy nhá. Đấy, tem nó ghi thông số toàn của hãng nó đưa ra này, có date này. Đấy. Con này là date năm 2019 đó nhỉ. Đấy. Em nhìn lên chữ nó ngoằn 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 lên, nhưng mà đại thể là nó có thông số hết. Toàn bộ em nhắc lại một lần nữa là máy là con nào cũng đẹp và bao zin các bác nhá. Dòng này thì nó cắt súp cho các bác, có thể là các bác gạt phía sau là các bác có thể chơi súp được. Còn nếu bác nào muốn đánh full ấy, thì các bác để sang chế độ stereo là các bác đánh súp, đánh full. Và nếu công suất này thì các bác cứ chơi 2 cặp full bát 40. Thế còn bác nào chơi 2 cặp 30 thì khỏi phải bàn. Vì là 2 cặp 30 thì thoải mái, dư thừa. Đây là phía sau này. Phía sau con này thì các bác nhìn nhé. Cái quạt gió này còn nó nguyên bản, nó còn quạt gió nó vẫn còn cả cái lọc bụi này. Đấy, phía bên trong là quạt gió này, quạt gió xịn này. Dòng quạt gió của Augenter này nó lắp rất là cầu kỳ. Đấy, và đây các đường vào đường link này. Đấy, bằng Canon và 6 ly này. Các chế độ gạt này, có nhìn đủ hết các chế độ gạt này. Có chế độ gạt cắt súp nhá. Và đây là đường ra loa thì vừa gen xoáy này, vừa jack new trích này. Đấy, hai loại để có kết nối dây nguồn liền và hãng. Đây, có nhìn jack cũng là jack xịn, mà toàn bộ cái chân này là chân đồng này con này, chân cắm bằng đồng này. Đấy, chân cắm bằng đồng. Nên con nào cũng siêu đẹp luôn. Nên các bạn có nhu cầu mà thích chơi hàng xịn đấy. Dòng này thì các bác khỏi phải bàn về chất âm. Chất âm của dòng Augenter thì các bác cứ chơi, kể cả những con VA401 là con công suất nhỏ nhất. Đấy, đến 601 rồi 6.0, 7.0 và đến con này là VA801 thì con nào chất âm của nó cũng rất hay, nó chỉ có chênh nhau về công suất thôi. Đấy, nhưng mà độ đẳng cấp thì con này là đẳng cấp nhất, bởi vì chơi bao giờ nó khỏe. Nên các bác chơi được mọi loại loa, từ loa 30, 40 các bác chơi được hết. Tiếng rất là hay. Hàng bao zin xịn sò các bác. Và bây giờ các nhìn ngắm nhìn em quay kỹ lại một lần nữa. Một dàn này, con nào cũng long lanh, tất cả con nào cũng đẹp như nhau các bác nhá. Toàn bộ tụ này, con nào cũng phẳng đét luôn. Nên các bác quá yên tâm. Đấy, quá yên tâm. Con nào tụ phẳng đét luôn, bao cho bác là tụ xịn của hãng Augenter. Đấy, nguồn đồng to, nguồn cực kỳ khủng luôn. Con này tuy là size 2U nhưng nó rất là nặng. Đấy, nếu bác nào có nhu cầu muốn sở hữu những con đẩy Augenter VA801 thì có liên hệ với em. Xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.